Hello mọi người, đã quay lại với Việt Anh Animation. Và ở cái bài học tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài mới tên là Overshoot. Thì nói là mới là vì là một cái video mới, nhưng mà thực ra là ở tất cả những cái video trước đây á và mà mình đã làm animation á, giờ hướng dẫn các bạn là mình đã đề cập đến cái chữ Overshoot này rồi. Thì ở đây á là mình sẽ nói sơ qua và một chút về Overshoot. Thế thì overshoot trong animation nghĩa là làm lố, làm quá lên một chút. Thế thì tại sao lại như vậy? Thì thực tế là các chuyển động nếu như không phải là co giãn theo hoạt hình á, mà là người á, thì lát nữa mình sẽ nói riêng với trường hợp overshoot của các khớp của cơ thể người thì nó sẽ khác như thế nào so với hoạt hình. Nhưng mà khái niệm nó vẫn giống nhau thôi. Thế thì ở đây trong hoạt hình á, hoạt hình truyền thống á, thì ở người người ta sẽ có rất là nhiều cái pose, thì có người ta vẽ tay mà đó, thì các bạn hãy chú ý ở đây là pose 1 là cái pose coi như là cơ bản đầu tiên ha. Pose thứ hai gọi là key pose á, là pose thứ hai là pose saddle. Saddle ở đây á là nó hồi về hồi lại, là ổn định lại, thì cái này mình sẽ nói ở trong một cái bài giảng khác ha, một cái video khác chứ không phải ngày hôm nay. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái pose antique, có nghĩa là một cái pose anticipation, là pose nén lực, pose dồn lực á đó. Thì chuẩn bị nó chuyển động, nó ngước lên, nó nhìn ra phía trước đúng không nè, thì sẽ có một cái pose tên là overshoot. Thế thì cái pose overshoot này có tác dụng gì? Nó có tác dụng là nó sẽ làm cho cái chuyển động của chúng ta nó có lực hơn và nó giống như là có quán tính hơn đó. Và tất cả những cái chuyển động nếu mà chúng ta thể hiện được cái quán tính này á, thì cái animation của chúng ta sẽ rất sinh động. Đối với cái ví dụ thứ hai đây, cái ví dụ thứ hai thì nó cũng giống như cái ví dụ thứ nhất mà nó sẽ rõ hơn, đó là nhân vật này đang đang nén, đang dùng lực, sau đó nó sẽ đến cái bow overshoot, và trước nó sẽ là có cái bow gọi là bow stretch, tức là bow giãn đó. Đây stretch, cái bài trước của chúng ta đã học về squat và stretch rồi đúng không nào? Thì stretch ở đây là chúng ta có thể thấy là trong cái trường hợp là nhân vật chúng ta đang stretch lên. Đó là với hoạt hình kiểu giống như là người ta không cần phải sử dụng quá nhiều key đúng không? Thì người ta sẽ làm một cái pose stretch, thì như vậy nó sẽ tùy trường hợp mà nó sẽ đẹp. Đó, sau đó sẽ có một cái overshoot. Thế thì cái overshoot này so với cái pose cuối cùng là cái pose saddle, tức là cái pose mà key pose cuối cùng á, nó khác nhau chỗ nào? Có nghĩa là tất cả nó đều lố lên, chân nó cũng lố lên, thân nó cũng lố lên, cái mặt nó cũng lố lên, cái miệng nó cũng lố lên, cái tay nó cũng lố lên, tất cả mọi thứ nó đều lố lên. Và mục đích của overshoot là để làm mô phỏng lại cái chuyển động coi như là có quán tính. Ví dụ như chúng ta mà đi chạy xe đúng không nè, sau đó là chúng ta phanh lại đột ngột thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị lết bánh đi một đoạn. Thì cái đoạn lết bánh đó chúng ta cũng có thể gọi là overshoot, nhưng mà trong trường hợp xe thì nó sẽ gọi là quán tính ha. Rồi, thế thì quay lại với cái bài của chúng ta, thì nãy giờ là mình nói về cái khái niệm này ha. Cái khái niệm thì nó sẽ giúp cho các bạn hình dung overshoot là gì. Rồi, ở đây mình có post lên Facebook và cái trang Việt Anh Animation đó. Các bạn nào mà chưa biết cái trang để mình hay thông báo những cái bài giảng mới á, thì các bạn có thể xem ở đây ha. Cái trang của mình tên là Việt Anh Animation. Đây, có một biểu tượng của một con thỏ. Đó, thì mình hay hay đưa những cái thông báo của bài giảng mới lên trên này. Nếu các bạn nào mà theo dõi thì sẽ tiện hơn là ở trên YouTube. YouTube thì nó sẽ không có thông báo cho các bạn, trừ khi các bạn nhấn vào cái nút thông báo thôi. Đây, một là các bạn có thể nhận thông báo ở đó, hai là các bạn có thể vào đây channel channel của mình đây video, thì có các bạn nào mà subscribe á, nó sẽ có một cái nút chuông thông báo. Ví dụ như mình bấm vô cái bài này đúng không nè, stress, thì đó, thì bên cạnh cái nút subscribe của các bạn á, sẽ có cái nút chuông thông báo, thì các bạn có thể nhận cái nút chuông thông báo đó mỗi bài giảng mới cũng được, nó sẽ thông báo trực tiếp lên trên điện thoại của các bạn luôn đó. Thì đó là mình nói về cái tính năng thông báo thôi. Bây giờ quay lại với bài học ha. Bây giờ mình sẽ play cái video này. Thì như các bạn thấy là nhân vật này nó
nó là một cái hành động đứng, sau đó là chuẩn bị đánh và sau đó là đánh, đúng không nè? Ba cái hành động đánh ở đây là đánh về tiến về phía trước. Thì các bạn có thể thấy là ở đây mình đã làm hoàn thiện từ đầu cho đến cuối luôn, là từ tất cả các keyboard. Ví dụ như mình để ở đây, vâng, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyboard. Nhưng mà thực ra là nói là 7, 7 keyboard đây, 7 keyboard. Thì có 6 keyboard chính. Rồi. Như là bộ thứ nhất là như thế này. Bộ thứ hai là bộ Antique, là Anticipation đó. Antique thứ nhất, nó là một cái Antique thứ nhất. Antique thứ hai, đây chính là Antique thứ hai. Như vậy là trong bộ này có đến hai Antique đúng không nè? Đó. Đây. Antique thứ, trong tất cả các loại, trong từ 4 cho đến 16 là cái hành động. Đây, có thể nói là đây là cái rất là nhiều bộ Antique. Đây. Đây là bộ breakdown, một cái bộ breakdown là bộ chuyển thôi. Nó sẽ chuyển từ trạng thái Antique sang trạng thái đánh. Thì trạng thái đánh cuối cùng của chúng ta là cái bộ 22, key 22 là bộ contact, là bộ tiếp điểm á, tiếp chạm á, chạm tới cái nơi mà chúng ta muốn đánh. Đó là ở bộ 22, và bộ 32 chẳng qua là recover hoặc là settle. Ở đây thì ở đây có một số nơi người ta sẽ sử dụng cái tên là settle ha. Đây, bộ là tên là settle. Thì mình sẽ có một cái tên khác một số chỗ các bạn, tài liệu các bạn sẽ có thấy cái chữ recover. Đây, một cái bộ recover. Và cái nếu mà các bạn thấy cái chữ cái recover này á thì nó cũng sẽ tương đương với cái settle này ha. Thì mình sẽ sử dụng hai chữ luôn, và mình hay sử dụng chữ recover và settle tùy trường hợp, cái nào cũng được. Đó. Rồi. Ở đây mình phân tích bộ một chút xíu trước khi vào cái trọng tâm chính là overshoot. Thì để nhắc lại cho một số bạn coi như là có xem video mà chưa kịp làm thực tế, thì ở đây thì như thường lệ ha, là chúng ta sẽ phải phân tích line of action. Làm cái bộ nào cũng phải phân tích line of action hết. Thì như như chúng ta thấy là cái chuyển động của chúng ta là chuyển động vẫn là đứng trên hai chân, thì chắc chắn là khi mà có một cái lực, chúng ta đứng hai chân đúng không, thì trọng lực chúng ta đẩy xuống và hai cái chân chúng ta đẩy đẩy lên trên. Đó, sẽ có một cái phản lực đẩy lên trên. Và chính vì chúng ta phân tích như vậy, chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái đường line of action của chúng ta phát triển từ chân lên. À, thì cái bow này á, thật ra nó không có khó, nó chỉ là một cái pose thủ thôi, cái thế thủ thôi. Các bạn có thể đứng trước gương. Thì ở đây cái đường line of action của chúng ta không cần phải chú ý quá nhiều. Nó không có rõ ràng, nó chưa có hành động. Thì chúng ta hãy chú ý là hãy cân bằng bow. Cứ cho hai chân nó đứng như thế này đi, dạng cái chân ra, cái chân sau á dạng ra. Đó, rồi cái chân trước á thì đưa đẩy nó vào 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 bên trong như thế này. Đây, ban đầu nó sẽ như thế này đúng không nè? Để đứng như thế này nó rất là kỳ. Không ai thủ đứng như vậy hết. Đó, nó sẽ nghiêng cái người. Và cái hông của chúng ta ở đây là mình sẽ cho nó xoay cái hông. Ban đầu nó sẽ như thế này đúng không nè? Ban đầu nó sẽ như thế này. Thì chúng ta sẽ xoay cái hông, hông nó như thế này. Cái người của chúng ta nghiêng vào. Đó. Thế thì ở đây cái tay của chúng ta thủ thì chúng ta sẽ đưa thu về hết hết cơ thể, thu về hết cơ thể nhưng mà không có quá nha, thu về cơ thể nhưng mà không có quá là nó ép cái cùi chỏ vào cơ thể đâu. Mà chúng ta hãy chú ý là ở đây của mình có một số cái lưu ý cho các bạn, là cái thế thủ mà đẹp á thì cái tay ở đây nè. Mình nói về cái tay này trước đi. Mình nói cái tay này trước đi. Đó, thì các bạn hãy làm một cái chữ V như thế này là chắc chắn là nó thủ đẹp. Đó, nhìn nó sẽ đẹp. Đó. Rồi, thứ hai. Đối với cái tay này thì sao? Đối với cái tay này á, các bạn cứ làm theo chữ cái biểu tượng này. Đó. Giống như một cái dấu tích tích xanh vậy á. Đó. Các bạn hãy chú ý là cái tay này á đừng có thẳng quá như thế này nha, đừng có thẳng quá cho nó hướng lên.
nhìn nó cũng nó kỳ lắm. Hãy hãy cho nó một cái đường chéo chút xíu xuống như thế này đó, xong rồi đẩy lên đó. Thì cái đường line option của hai cái tay này á, nó là hai cái chữ V đó, các bạn cứ chú ý. Một cái chữ V á là V, một cái hình tam giác cân luôn đó, tam giác cân luôn thì nhìn nó sẽ đẹp. Rồi ở đây còn chú ý gì không, đó là chú ý về vai. Vai ở đây á, là chúng ta để suông suông được luôn, không có, nói chung là không có đụng vô vai ha, không có chỉnh vô vai của nhân vật đút này thì không có chỉnh vô vai. Rồi đối với cái cột sống thì sao, đối với cột sống á, thì các bạn hãy chú ý ở đây là chúng ta sẽ làm cho nó cong chút xíu. Khi mà đứng thế thủ á, chắc chắn cái lưng của chúng ta sẽ không có thẳng mà nó sẽ hơi gù xuống đó, thủ mà nó sẽ hơi gập xuống, và khi gập xuống như vậy nó sẽ vô tình tạo ra một cái hình chữ chữ C đây, một cái hình chữ C như thế này đó, và đường line option hình chữ C như thế này đây. Các bạn hãy chú ý vào cái control của chúng ta nha. Rồi nếu như các bạn nào mà sử dụng nhân vật dude này á, giống như cái những cái bài đầu mình hướng dẫn cho các bạn á, thì các bạn chú ý là mình vừa mới tắt cái IK vis đây. Lúc đầu bật lên á, thì các bạn sẽ thấy là như thế này, mặc định tải về là nó sẽ như thế này. Mình sẽ không sử dụng IK trong trong bài này mà mình sẽ tắt nó đi. Đây, tắt nó đi bằng cách là ấn vô cái khung màu xanh này nè. Đó, sau đó chọn cái IK vis này tắt nó đi và mình chỉ sử dụng FK thôi. Rồi, ở đây có mình có một mình nhắc lại một cái khái niệm gọi là bù trừ control. Đó, đó là các bạn hãy để ý. Đó là khi nhân vật này á ban đầu nó sẽ thẳng như thế này nè. Đây nó sẽ thẳng như thế này, và khi như thẳng như thế này á, phải không, thì nhân vật của chúng ta bẻ cái control ở đây. Nếu mà bẻ cái control ở đây nó gập xuống á thì nhân vật của chúng ta sẽ bị gập xuống, đúng không nè. Thì chúng ta có khái niệm là bù trừ bold, bù trừ cái control, cái này đang gập xuống mà chúng ta muốn thẳng thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên đó. Các bạn có thấy là nó bù trừ nhau không đó, nhưng mà đứng như vậy thì là cái này là mình làm lố lên để cho các bạn hiểu thôi đó. Rồi, làm lố lên cho các bạn hiểu thôi. Rồi, rồi đối với cái bold đầu tiên như vậy á, thì các bạn làm đến bước này là coi như là hoàn hảo rồi. Đó, là hoàn hảo, cái bold nó sẽ rất là mạnh ha. Rồi riêng về cái đầu thì sao? Cái đầu thì cũng đơn giản thôi. Cái đầu thì các bạn hãy chú ý ở đây cái nhân vật này nó có một cái cổ. Ha, thì các bạn cũng nên điều chỉnh cái cổ theo kinh nghiệm của mình á, các bạn hãy chọn hai cái control ở đây một lúc, nhấn shift nè, chọn hai cái control này một lúc đó, sau đó là các bạn điều chỉnh luôn, thì cái control thứ nhất nó cũng sẽ đi theo và cái control thứ hai nó cũng sẽ đi theo. Cái control thứ nhất thì nó sẽ đi theo ít hơn, cái control thứ hai nó sẽ đi nhiều hơn đó. Rồi, và cái nhân vật này hãy cố gắng đưa nó nhìn về phía trước. Tuy là đầu nó đang cúi xuống nhưng mà cái con mắt của chúng ta là ở đây là mình chưa có diễn mắt ha, thì mình ở đây là mình mới diễn các khớp thôi, thì các bạn hãy tưởng tượng là mắt vẫn nhìn về phía trước ha. Rồi đối với cái bold tiếp theo thì sao, đối với cái bold tiếp theo chúng ta chỉ nhúng xuống một chút xíu thôi. Tại sao lại nhúng xuống xuống xíu ở đây á? Ở đây là mình nếu mà đi một cái bold tiếp á thì các bạn sẽ thấy là nó bị thiếu một cái gì đó, đúng không ạ? Nhưng thực tế không phải như vậy. Đó là khi mà mình nhúng xuống như này nè, mình có rất nhiều cái bold in between để thể hiện là cái nhân vật này nhấc cái chân lên ha. Tại vì nó phải có đà. Cái chân trái của chúng ta này nó sẽ đẩy. Đây, nó sẽ đẩy. Cái chân trái mình nó sẽ đẩy và cái nhân vật của chúng ta sẽ bị đẩy lùi ra phía sau ha. Thì lại cái này lát nữa mình sẽ phân tích về bold in between sau. Rồi ở đây tiếp tục mình sẽ nói lại cái phần bold tiếp tục. Sau khi mình ăn tiết xong và chuẩn bị đẩy á, thì chúng ta sẽ thấy là mình tạo ra một cái bold. Cái bold này là bold ăn tiết thứ 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 hai đó, bold cái ăn tiết thứ hai. Tại sao lại như vậy? Tại vì mình có rất là nhiều các bold breakdown đó, gộp chung lại thì rất là nhiều breakdown 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 breakdown, và đây là một cái breakdown nữa. Đó, rất nhiều breakdown và cuối cùng là keyboard. Đây là một cái keyboard cuối cùng. Cái mong muốn của chúng ta là cái keyboard. Đó, thì ở đây là cái bộ chuẩn bị. Nó chuẩn bị như thế nào?
Các bạn hãy thấy các khớp của chúng ta nè, các khớp của chúng ta các bạn hãy lưu ý ở đây là mình chưa nói tới cái chân ha. Cái chân thì nó khá dễ rồi. Cái chân thì các bạn chỉ cần đưa cái trọng tâm của nhân vật cơ thể này ra phía sau thôi, và hãy cố gắng để cho cái chân này làm trụ, cái chân này làm trụ nhiều hơn cái chân này ha. Ha, đó, cái chân này sẽ làm trụ nhiều hơn cái chân phải đi, mình nói là cái chân phải sẽ làm trụ nhiều hơn cái chân trái. Và khi cái chân nào làm trụ nhiều hơn thì các bạn hãy đẩy trọng tâm về về nó nhiều hơn. Đó, và sau khi đẩy trọng tâm nhiều hơn á, các bạn hãy cố gắng làm cái đây, cố gắng làm cái xương sống nè, nó uốn ra đằng sau nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó nhìn nó trông nó sẽ có lực. Đây, mình sẽ làm real time cho các bạn luôn. Đây, ví dụ như mình bẻ cái bô này ra đây đúng không? Xong mình đánh nó như thế này. Đó, các bạn, mình đánh nó ra như thế này thật nhanh. Thì các bạn có thể thấy là cái tốc độ vặn xoắn của cơ thể nó sẽ tạo ra được cái hình ảnh. Nó sẽ tạo ra được một cái đường chuyển động mạnh. Đó, nó bắn, nó mạnh. Và đây là thực tế, đây. Khi mà uốn người ra đằng sau. Đó, đó. Rất là mình uống tiếp tục, mình xoắn cái người ra phía trước đây, và các bạn có thể xem là cái đoạn xoắn cơ thể của chúng ta là chỉ có 2 frame mà thôi. Một đây, một hai, đó là nó xoắn lên đến khoảng đâu gần 150 độ, gần 150 độ, rất là lớn, tổng tổng hết luôn tất cả các control của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái bow tiếp theo là cái bow số 12. Đây là một cái bow antique ha. Thì ở đây khái niệm overshoot bắt đầu xuất hiện. Đây, khái niệm overshoot bắt đầu xuất hiện. Ở đây có rất là, nếu như chúng ta nói là cái bow cuối cùng là bow 22, và sau đó mình các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy cái tay nó nhúng thêm một chút xíu nè. Đó, cái người nó nhúng xong một chút xíu xong rồi nó trở về trạng thái bình thường. Thì ở đây cái khoảng từ 22 cho đến 32 nó sẽ có hai cái key là key overshoot và key settle ha. Key overshoot và key settle, nhưng mà chưa, mình chưa thể hiện ở trên cái này, mình phải quét hết tất cả. Đây, mình phải quét hết tất cả các control thì các bạn mới thấy là mình đặt rất là nhiều key. Đây, từ key 22 đến key 32 rất là nhiều key chằng chịt. Đây. In between, tất cả những cái key in between này thêm vào để thể hiện cái việc đó, thì nó là một cái overshoot thứ hai. Còn overshoot thứ nhất thì như thế nào? Overshoot thứ nhất được thể hiện từ cái bow số 12. Đây, từ bow số 12 tới đến bow số 16. Thì tại hai cái bow này các bạn có thể thấy là nhân vật của chúng ta ép cái vai ra đằng sau nhiều hơn đúng không nè? Thế thì tại sao lại phải ép cái vai đằng sau nhiều hơn? Mục đích của nó là để tăng cái cảm giác là chuẩn bị ra đòn nó mạnh hơn, tăng lực. Đó, antique thứ, đây là cái antique thứ 3. Antique thứ nhất là đi xuống, đẩy lên. Antique thứ hai là vào bow antique, tiếp tục là để cho cái người xem hiểu là nhân vật này đã vào thế rồi. Cái bow antique thứ 3 vô tình nó cũng là cái bow overshoot luôn. Đó, thì mình sẽ gọi nó là bow overshoot chứ không còn gọi là bow antique nữa. Đó, thì ngay từ đầu ở đây là bow antique rồi, và nó overshoot ra để tạo thêm một cái cảm giác là bị nén, dồn nén nhiều hơn. Đó, và cái ở đây các bạn hãy chú ý tất cả những cái khớp của chúng ta. Đây, tất cả những cái khớp của chúng ta nó được vặn xoắn, nó tạo ra được một cái góc. Đây là một cái góc nè, các bạn thấy không? Đây là một cái góc nữa nè. Vẽ vậy thì nó hơi hơi xấu đúng không? Mình sẽ vẽ lại. Đây, vẽ góc khúc luôn. Đây. Đó, nó sẽ tạo ra những cái góc nhọn và những cái góc. Và cái ban đầu á là cái cánh tay chúng ta so với cái vai của chúng ta là nó là 180 độ đúng không nè? Bây giờ nó được ép sâu ra đằng sau, có nghĩa là nó nhỏ hơn 180 độ nữa. Đó. Và cái tay của chúng ta thu về cũng không phải là 90 độ nữa, mà là nhỏ hơn 90 độ, có thể là 30, 40 độ. Đó. Và nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác là cái lực nó rất là lớn. Đây, cái lực mà chuẩn bị ra nó sẽ rất là lớn. Đây, đối với cái tay trái của chúng ta thì sao? Tay trái của chúng ta nó sẽ thả lỏng hơn. Tuy nhiên, từ cái bow
Đây, từ cái bô số 12 cho đến cái bô số 16, các bạn xem cái tay trái của chúng ta nè. 12, 16. Đây, nó sẽ ép cái vai của chúng ta nhiều hơn. Đây, các bạn có thể thấy không? Cái tay nó sẽ ép cái vai nhiều hơn. Ép vào cái vai là sao? Cái tay này nè, nó sẽ... Đây, nó sẽ ép vòng ra đằng sau nhiều hơn. Nhiều hơn. Rồi. Như vậy là các bạn có thể hiểu là về cái phần tay rồi ha. Về riêng về cái phần đầu thì mình sẽ không có nói, nó vẫn hướng về phía trước thôi. Nếu như vô tình mà các bạn làm trong quá trình làm pose mà cái đầu vẫn không hướng về phía trước á, thì các bạn hãy chỉnh nó hướng về phía trước. Nó không có phải là cái quan quan trọng để nói ở đây. Rồi tiếp theo là các bạn hãy xem cái phần mà cột sống của chúng ta. Thì cái cột sống ở đây á, là chúng ta sẽ được vặn xoắn ra đằng sau nhiều hơn. Đây, mình sẽ chọn hết tất cả control của cái cột sống, mình sẽ giải thích. Đây, từ frame số 12 đến frame số 16. Cột sống của chúng ta sẽ được vặn xoắn ra đằng sau nhiều hơn. Và khi mà các bạn vặn xoắn ra đằng sau nhiều hơn á, thì cái bow overshoot của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Đó. Đó, cái bow overshoot của chúng ta mạnh mẽ hơn, và cái an tích của chúng ta, đó, cái an tích của chúng ta nhìn nó sẽ trông có nó có nhiều lực hơn. Tuy nhiên ở đây là mình sẽ không có làm quá đến như vậy ha. Mình chỉ làm vừa phải thôi. Đó, thì để cho các bạn hiểu. Ở đây là các bạn có thể xem trên cái đồ thị này cũng vậy. Đồ thị ở đây là đây. Rồi. Cái control ở đây là mình sẽ đang giữ ổn định và cố gắng là làm cho cái ba cái control này nó tiến sâu hơn ra đằng sau. Đây. Đó. Tiến sâu hơn đằng sau. Và ở đây là các bạn có thể thấy là cái này mình đẩy ra đằng sau cũng hơi nhiều ha. Đây, các bạn hãy để ý giữa bow số 12. Bow 12 và bow 16. Nhưng cái cột sống của chúng ta các bạn có thể thấy là mình đẩy ra đẩy phía ra đằng đằng sau nhiều hơn. Đây, các bạn thấy không nè. 12 thì nó đang có vẻ như đang gập. 16 đang ưỡn, 12 đang gập, 16 đang ưỡn, và các bạn thể hiện cái điều này khi mà các bạn thực hành nhé. Hãy thể hiện cái điều này, và tất cả những cái bow mà chúng ta đã đang làm ở đây thì chúng ta hãy chú ý đến cái cân bằng bow. Đó, thì mình cũng có cái bài về cân bằng bow đó, các bạn hãy xem tất cả những cái khối lượng cơ thể của chúng ta hãy so sánh đối với hai cái gót chân. Đó, sẽ so sánh với hai cái gót chân này nó sẽ tạo ra một cái, các bạn hãy vẽ từ hai cái gót chân này lên nè, có một cái đường thẳng, và các bạn hãy xem khối lượng ở bên trái và bên phải của chúng ta nó có cân bằng hay không, hãy cảm nhận bằng cái đôi mắt của mình. Đây, bên này cũng vậy, hai cái gót chân nối lại với nhau ha, nối lại với nhau, tìm trọng tâm trọng điểm đó. Sau đó là các bạn xem khối lượng bên trái và khối lượng bên phải nó có tương xứng với nhau hay không. Đó, thì ở đây là cái cân bằng bow của chúng ta chỉ cần dùng hai góc thôi là chúng ta có thể cân bằng được rồi. Góc thứ nhất là ở đây, góc thứ hai là ở đây. Đó. Ở trên này nếu các bạn làm kỹ thì các bạn có thể xoay lên ở trên các bạn làm luôn cũng được. Như ở đây các bạn có thể thấy là khối lượng cơ thể. Đây. Khối lượng cơ thể. Đây, nó được bố trí bên trái và bên phải, nó sẽ có mang một cái sự cân đối. Rồi. Rồi biết tiếp theo. Tiếp theo thì ở cái bô số 20. Ở đây là một cái bô có cũng được mà không có cũng được. Tuy nhiên tại sao mình thêm vào? Tại vì nếu như cái bô 20 này á, ban đầu á, nó sẽ không có đẹp như thế này đâu. Mà nó sẽ là lai giữa bô mới 16 và bô số 22. Nó sẽ lai từ bô số 16 đến bô số 22 và nó không có nằm ở cái vị trí này. Bởi vậy nên mình sẽ thêm vào một cái bô là để chỉnh cái cột sống và cái chân cho nó tạo ra được một cái đường đường line option. Đây, một cái đường line option thì nó sẽ thể hiện ra được là nó đang tiến về phía trước, một cách nó tiến về phía trước. Thì cái đường line option này á,
cái đường Line of Passage chính này á là nó sẽ thể hiện, tại vì nó giống như cái dây cung vậy á. Các bạn hãy tưởng tượng đi, cái đường này trước đó là nó là một đường thẳng đúng không nè, ví dụ như một đường thẳng, và khi mà nó uốn cong như thế này thì các bạn có thể hình dung là nó sẽ có giống một cái ngọn gió nó thổi vào cái đường thẳng này và biến cái đường thẳng này thành cái đường cong. Chính vì cái cảm giác đó, nó sẽ chính vì chúng ta lợi dụng cái cảm giác đó nên chúng ta sẽ có cảm giác như nhân vật này nó đang tiến về phía trước đó. Thực tế là nó tiến về phía trước đó, nhưng mà nếu như chúng ta thể hiện được cái đường line of motion, một cái đường line, bất kỳ một cái chuyển động nào, một cái đường line như thế này đó, cộng thêm cái chân này chân phụ rồi, lúc này chân này chân phụ rồi, nó không có thể hiện được cái sức rướn của người đó, thì các bạn có thể thấy là bất kỳ một chuyển động nào mà có cái đường như thế này tiến về phía trước như thế này, chỗ này á thì thẳng ha, hơi hơi thẳng, mà đến chỗ này từ 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 trung điểm đến đến ngọn mà nó cong như thế này là nhìn nó rất là có lực tiến về phía trước. Rồi, bây giờ tiếp theo. Bô 22. Ở đây bô 22 là mình đang nói về đến cái bô cuối cùng, tức là bô chạm. Còn bô 32 chẳng qua là recover thôi, mình sẽ không đề cập quá nhiều về nó. Ở bô thứ 22. Đây, đấm chạm. Và các bạn sẽ thấy là mình sẽ nhắc đến khái niệm overshoot thứ hai. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như không có bô 22 á thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây luôn. Và lúc này mình sẽ xóa đi toàn bộ cái kỳ ở đây. Đây, mình tạm thời mình xóa đi để cho các bạn xem. Trước trước khi cho các bạn xem, mình sẽ cho các bạn xem lại. Đó, nó sẽ có một cái đoạn nhún đúng không? Nhún nhún cơ thể xuống, sau đó nó hồi về. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái kỳ này nó đi luôn. Xóa đi. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn thấy là sau khi xóa cái key này, cái animation của chúng ta nè, đây, cái animation của chúng ta nó kết thúc tại đây, kết thúc rất đột ngột. Chính vì nó đột ngột như vậy nên nó sẽ rất là xấu, đó, xấu cái animation của chúng ta, mình nhìn nó không có quán tính, tự nhiên nó kết thúc đột ngột như vậy. Và cái gì mà không có quán tính thì nó sẽ gây ra cảm giác cho chúng ta một cái cảm giác đó, cái cảm giác sượng, người ta gọi là cảm giác bị sượng, bị ngượng, bị sượng đó. Cái nhìn nó sượng sượng đó, người ta sẽ dùng cái từ đó để miêu tả những cái animation nó bị lỗi. Thì tại sao lại sượng như vậy, thì chúng ta sẽ phải sửa bằng cách là thêm overshoot và settle thôi. Đó là hai cái key quan trọng của chúng ta. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ Ctrl Z lại ha. Đây đó, thì sau khi mà chúng ta sẽ thấy là nhân vật của chúng ta có một cái đoạn nhún xuống. Đây, từ 22. Đây, từ 22 cho tới 32 nó có một cái đoạn nhân vật nó nhún xuống ở đây và sau đó nó hồi về. Đó, nó khi mà nó hồi về nó cũng hơi lố một chút xíu và sau đó nó mới hồi hẳn về. Đó, thì ở đây mình có một cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho các bạn. Đó là ví dụ ở đây các bạn có một cái key. Ở đây các bạn có một cái key. Đúng không? Cái key này là key thứ nhất và key này là key thứ hai. Hai key bold này để làm set đồ á, các bạn hãy làm theo cái đồ thị này. Đây là cái đường ngang nha, đường ngang của đồ thị nha. Cái key này là copy nè. Các bạn copy cái key này qua qua cái key này. Rồi, sau đó các bạn hãy làm lố nó lên. Trên cái đường đồ thị á, làm lố nó lên. Sau đó các bạn hạ nó xuống một chút xíu. Đúng không? Sau đó là đi về trạng thái này luôn, đi về cái keyboard này luôn. Có nghĩa là sao? Cái này á gọi là điểm mask, còn cái điểm này gọi là điểm min. Điểm mask và điểm min ở đây mục đích là để làm cái overshoot của chúng ta. Mask tức là chúng ta làm overshoot, đó là cái key mà chúng ta đặt overshoot nó sẽ ở đây. Đó, thế thì cái key rig cover có nghĩa là trước khi set đồ á, set đồ chúng ta sẽ đặt ở đây và sau đó làm cũng là một cái overshoot thứ hai luôn, và sau đó cuối cùng là cái keyboard chúng ta copy ra đây về. Thì đó, các bạn có thể hình dung là nó có một cái nhịp lên xuống và hồi, lên xuống và hồi, lên xuống và hồi đó.
Thì các bạn có thể thấy là cái overshoot của chúng ta hồi nãy mình nói ở đây là cái recover, thì mình xin lỗi các bạn, anh đang cái đây mới là recover nè. Cái đây là chúng ta tạo ra hai cái overshoot. Hai cái overshoot. Một cái là nhịp lên rất là mạnh, sau đó là một cái nhịp xuống cũng hơi lố một chút xíu, và sau đó chúng ta sẽ về cái recover. Thì ở đây các bạn có thể hình dung là mình đã miêu tả rất là kỹ cái chuyển động của cái cánh tay ở đây. Các bạn thấy nè, sau khi nhân vật đấm vào cái vị trí cuối cùng là pose số 22, thì các bạn có thể thấy là cái nhân vật này nó sẽ đi xuống, nó sẽ đi lố xuống một chút xíu. Tại sao? Thì lát nữa mình sẽ giải thích về các cột sống ở đây ha. Ở đây là các mình cho nó đi lố xuống một xíu đó, khoảng 24 25 nè đó, và sau đó nó sẽ rút về đó, nó sẽ rút về, nhưng mà rút về cũng hơi lố một chút xíu, và sau đó nó sẽ trả về cái bộ cuối cùng, tức là cái bộ keyboard cuối cùng là bộ shadow. Rồi đây, xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, giống như cái này không nè. Đây, mask min về, mask min về là lố lố và về. Rồi, để áp dụng cái bài học này, đầu tiên chúng ta làm cái gì? Đối với những cái có một cái kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ làm phát triển từ cột sống trở lên. Và cái đầu tiên, cái cột sống là cái gì? Là cái hông của chúng ta, là cái đốt đầu tiên của cái cột sống. Ở đây các bạn có thể thấy mình có một, ở đây là do nó di chuyển theo translate Z nha. Đây, các bạn thấy trên đồ thị không? Mình di chuyển ở đây là translate Z, nó có một, nó di chuyển theo nè. Đó. Đó các bạn thấy ha. Đó. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái translate Z của mình nó hoạt động như thế nào. Đối trên translate Z thì nó sẽ có một nhịp thôi. Đây. Nó có một cái nhịp lố. Lố lên. Lố lên. Đây nè các bạn, lố lên. Lố lên. Đó, mình làm như vậy các bạn có thể dễ hiểu hơn. Lố lên và sau đó có một nhịp hồi về, và hồi về luôn. Tại sao mình không 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 có một cái nhịp hồi này? Đúng không nè? Đó, thì tại vì mình muốn sử dụng tiếp theo là bài cuộc sống này mới có cái nhịp hồi đó, và ở đây nó dừng lại là được rồi. Đó. Thì ở đây là mình, các bạn chú ý là frame 24 và frame 27 là mình cho cái hông của chúng ta kết thúc. Đó, overshoot và kết thúc tại frame 27 luôn. Thì tất cả những cái cột sống còn lại á, nó sẽ được làm lố frame lên một chút xíu. Cái làm lố frame này là mình đã nói ở cái phần trước là phần overlap đúng không nè. Đó, các bạn cứ cộng thêm frame vào thì nó cái chuyển động sau nó sẽ trễ hơn cái chuyển động trước. Và ở đây là mình làm một lúc ba cột sống luôn. Mình làm một lúc ba cột sống luôn là tại vì ở đây là cái chuyển động nó quá nhỏ. Cái góc nó tạo ra quá nhỏ, nên mình làm, nếu mà mình làm lệch frame từng cột sống một thì nó sẽ đúng đó, nó sẽ đẹp đó, nhưng mà nó không cần thiết. Thì ở đây mình làm một lúc ba cột sống và chung một cái khung thời gian luôn. Thì ở đây là mình chọn là 25 tới 29. Đó, ngày hồi nãy là 24 đến 27 đúng không nè? Thì bây giờ mình sẽ chọn là từ 25 đến 29. Nó mới tạo ra cái overshoot và nó hồi về. Đây, thì các bạn có thể thấy ở đây cái cột sống của chúng ta là nó sẽ cong xuống dưới nè, theo cái rotate x nè các bạn. Đó, nó quặp xuống và nó không quặp quá nhiều ha. Nó chỉ vừa cái bow gọi là bow 22 á, cái frame 22 á, đến đây là kết thúc rồi. Sau đó mình sẽ làm lố nó lên một chút xíu. Rồi, mình làm lố nó lên. Lố nó lên, lố lên và cho nó hồi về. Ở đây tất cả các trục luôn, có trục y luôn cũng vậy, xoay qua các bạn thấy không nào, xoay qua trục z cũng vậy. Đây, nó đi song song với nhau á. Khi mà các bạn làm ở trên cái khung này á, mình nhớ là hồi mình làm cái video này mình sử dụng cái này luôn đó. Khi các bạn mà quay xuống một lúc mà ba cái control này mà theo cái vòng tròn ngoài này nè, cái vòng tròn ngoài này nó tức là theo cái scene này nè, thì nó sẽ xuống luôn cả ba chục luôn đó, các bạn thấy không, nó lên cả ba chục luôn và nó nhìn nó sẽ rất là hợp lý. Thì các bạn có thể sử dụng cách đó. Rồi quay lại cái vấn đề overshoot thứ hai. Overshoot thứ nhất là mình cho nó lố xuống, thì overshoot thứ hai là sao, là mình cho nó về, nhưng mà về cũng bị về lố nữa. Đây, nó không về đúng ngay cái frame mà cuối cùng là mình copy từ 22 đến 32, mà chúng ta về nó lại bị lố thêm lần nữa.
nó tạo ra một cái nhịp lò xo. Các bạn hãy nhớ cái cụm từ mà mình sẽ sử dụng từ nay về sau, đó chính là một cái nhịp lò xo. Mình dùng cái lò xo để mình miêu tả. Rồi. Rồi sau đó là nó trở về luôn. Lố lần thứ nhất là lố tới, lố lần thứ hai là lố về, và sau đó là trở về cuối cùng, bộ cuối cùng. Đó là riêng về cái cột sống và cái hông của chúng ta. Rồi, sau đó mình sẽ làm ngay lập tức về cái đầu. Đây. Cái đầu và cái cổ thì mình sẽ không làm mà mình làm ngay cái đầu. Cái đầu mình cũng áp dụng luôn cả cái kiến thức mà mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn là lố lượt đi, lố lượt về và cuối cùng là về cái bộ shadow. Ở đây. Cái bộ này, cái đầu riêng cái đầu này thì cái trục nó hơi bị khác một chút xíu. Đó là ở đây á, là mình sẽ chọn lố khoảng từ frame 26 cho đến frame 30. Đó, thì mình sẽ cộng thêm frame vào. Thì ở đây là mình cho cái đầu ở đây là cho cái đầu nó quặp xuống ở đây theo cái hướng này. Thứ hai là nó sẽ cho nó nghiêng 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 về bên bên phải cái màn hình của chúng ta nè, bên phải. Còn bên đối với nhân vật là bên trái ha. Đây bên phải màn hình của chúng ta. Thì khi mà nhân vật của chúng ta mà nó từ trên cao nó đi xuống như thế này đúng không nè, thì chắc chắn là cái đầu của chúng ta nó sẽ bị lắc. Nó bị lắc mà. Đó, thì nó sẽ lắc là nó lắc sao? Nó lắc xuống. Đây, nó lắc xuống ở cái bow 26 ở đây. Còn cái trục Y này á, là đây. Đây. Nên nếu mà chúng ta để theo đường đồ thị á, theo cái đường đồ thị này nó đang đi xuống đúng không? Chúng ta cho nó đi đi như thế này luôn thì nó rất là vô lý. Tự nhiên cái cầm nó hướng lên, nó đâu có nó đâu có hợp lý đâu. Thì cái nguyên cái đầu á nó đi xuống thì cái cầm nó cũng phải đi xuống theo chứ, đúng không nè? Đó. Thì ở đây là mình sẽ làm lỗ cái bộ thứ nhất. Bộ thứ hai là như thế nào? Bộ thứ hai là trả về. Nó trả về như thế này nè các bạn. Đó, trả về. Bộ thứ nhất là như thế này. Cúi xuống. Đó, và bộ thứ hai là trả về. Vẫn áp dụng đúng cái cách của chúng ta, cái công thức của chúng ta. Đây. Đúng không ạ? Một lần lên thì rất là nhiều, một lần xuống thì rất là ít. Đó, và sau đó là về bộ shadow overshoot 2 lần. Rồi, nó tạo ra một cái nhịp lò xo. Sau khi mà chúng ta đã làm xong được tới cái bước gọi là từ cột sống cho lên trên đầu á, là chúng ta gần như là xong đến 50% rồi. Cái 50% còn lại là chúng ta làm cái gì? Ở đây á, là mình sẽ làm đến cái phần gọi là cái pose, đó là cái chân. Cái chân ở đây, đây cái chân ở đây, cái chân ở đây mình vẫn áp dụng một cái công thức, cũng cái công thức đó thôi, nhưng mà mình làm rất là nhanh. Ở cái bộ số 22 là đây, bộ số 22. Đây. Mình cho cái các bạn hãy chú ý cái trục Z, cái trục X ở chúng ta cũng đây, chúng cái trục qua lại nè. Tại bộ 22 là bộ kết thúc. Sau đó mình làm lỗ một cái là khi mà nhân vật này nó đè xuống thì cái mình sẽ có cho một cái cảm giác là cái chân này nó bị banh ra. Mà banh ra thì sao? Banh ra thì đây. Cho cái trục X nó bành nó dạng ra mình mà và mình cho nó dạng X thôi đó, cảm nhận của mình là cho nó dạng X thôi. Sau đó mình sẽ hồi về đó, và hồi về chúng mình cũng không hồi ngay về cái vị trí này mà mình hồi hơi hơi lố một chút xíu ở đây, các bạn thấy nè, hơi lố chút xíu và sau đó nó mới trả về. Có vẻ như là ở trên cái viewport thì các bạn có thể không nhìn thấy đúng không nè, nhưng mà khi mà làm những cái animation sau này lớn á, thì các bạn sẽ thấy nó ảnh hưởng với nhau hết á. Là mình training, mình huấn luyện cho các bạn mà thì mình phải nói hết chứ. Đó. Đó, rồi tiếp theo chúng ta làm cái gì? Đối với cái chân ở đây thì mình không làm. À rồi, đối với cái tay ở đây. Cái tay ở đây cũng vậy. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta đặt ở bộ 25 ở cái frame 25 và 29 ha. Thì lý do là vì mình lấy cái control gần nhất với nó, tức là cái control ngực ở đây là đây, các bạn có thể thấy là mình ở cái control ngực của chúng ta nó có chiều cao, đây nó có chiều cao tương đương với cái cổ tay của chúng ta. Ở đây là mình vẫn chọn từ 25 tới 29, ở đây mình thấy nó gần tương đương với chiều cao này. Đây là một cái kinh nghiệm thôi các bạn. Đây là một cái kinh nghiệm thôi. Cái nào mà tương đương thì chúng ta sẽ làm cho nó giống nhau. Đây, cho nó làm lố nó chút xíu. Thì ở đây chúng mình sẽ cho các bạn thấy. Từ bo 22 là bộ kết thúc đúng không nào? Khi mà cái nhân vật của chúng ta overshoot gập xuống
gập xuống thì cái tay này nó sẽ gần như là nó bị tự do và nó bị chịu ảnh hưởng theo tại bởi cái cột sống này đây, và mình cảm thấy là không có cái gì để kéo nó lên hết đó, không có gì để kéo nó lên hết, nên mình cho nó giữ nguyên vị trí. Mà để giữ nguyên vị trí á, ban đầu á thì nó sẽ như thế này nè, mình sẽ xóa cái key này đi đó, ban đầu nó sẽ như thế này, mình xóa cái key đi thì các bạn sẽ thấy ban đầu nó như thế này, tại vì nó bị chịu ảnh hưởng theo bởi các cái control này, mà cái control này đi theo như thế nào là cái tay đi theo như vậy luôn. Và để giữ được vị trí thì mình sẽ cho nó đi xuống đó, nó sẽ tạo cái cảm giác là giữ vị trí, các bạn thấy không, giữ vị trí và sau đó lại hồi hồi lên, giữ vị trí là đi xuống chút xíu đây, ngực đi xuống thì tay cũng đi xuống theo luôn đó, sau này ngực đi lên tay cũng đi lên và sau đó hồi về, và nó có một cái trục qua lại ở đây nữa đây, các bạn có thể thấy là mình có làm cái overshoot dành cho cái trục mà tiến lên tiến tới như thế này đây, overshoot đây đó, nên này thì nó sẽ đây, nó chịu ảnh hưởng. Nếu mà để chế độ object thì các bạn sẽ thấy là cái đồ thị này nó sẽ theo cái chế độ object ha. Đó, thì từ khi vậy thì nên nên mà chúng ta sẽ nói là nói luôn cả ba trục. Bởi vì cái đồ thị này nó sẽ đi theo cái trục của cái object chứ không phải là cái word ha. Không phải là cái word. Rồi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái dạng overshoot của cái tay. Đây. Xuống. Xuống và nó hơi đi đi lùi về sau chút xíu nè, đó, xuống và hơi đi lùi, có nghĩa là nó sẽ đi như thế này nè, xuống và hơi đi lùi, sau đó nó sẽ kéo theo lên sau ở frame 29 và sau đó nó recover lại. Đó các bạn thấy không? Đi xuống. Đi xuống. Đi xuống ra đằng sau. Đi xuống ra đằng sau, sau đó rồi lên. Sau đó rồi hồi về. Đi xuống ra đằng sau lên hồi về. Đi xuống ra đằng sau lên hồi về. Đó là một cái overshoot của cái tay tự do vẫn phải làm nha, tại vì nó sẽ có một cái nhịp lò xo. Và cuối cùng và cái bộ cái tay quan trọng nhất chính là cái tay này, cái tay tay phải, tay đánh của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình xóa hết tất cả những cái key này đi, thì để cho các bạn xem, xóa luôn cái key ở đây, cái key recover ở đây, xóa luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bộ 22 rồi, nếu như chúng ta xóa key đi thì các bạn có thể thấy là cái tay này nó bị đơ. Tại sao nhìn nó bị đơ như vậy? Tại vì khi mà cái cột sống của chúng ta gập xuống, cái tay của chúng ta cũng gập xuống luôn. Tay chúng ta gập xuống luôn. Khi cái cột sống đi lên, tay của chúng ta cũng đi lên luôn. Tại vì nó cái control nó liên kết với nhau mà. Và chúng ta hoàn toàn không có muốn chuyện nó xảy ra. Khi mà chúng ta đấm thì chắc chắn là cái vị trí đấm của chúng ta nó phải giữ nguyên. Đúng không? Tất cả các cơ thể của chúng ta cho dù mà có di chuyển thì cái di chuyển ít nhất hoặc là bằng không thì nó vẫn là cái vị trí đấm của chúng ta, cái contact của chúng ta có thì ít thôi đó, mình có nhắc lại với các bạn là nếu có thì ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ phục hồi lại cái key ở đây. Rồi sau khi phục hồi lại cái key ở đây, các bạn có thể thấy sau khi chúng ta kết thúc ở bộ 22 đây thì ở bộ 24 mình giữ cho nó một đoạn, có nghĩa là cách cách giữ ở đây chẳng qua là di chuyển lên xuống như thế này thôi các bạn, ở trên cái màn hình thôi, để làm sao mà khi di chuyển giữa hai frame chúng ta không cảm thấy nó bị ảnh hưởng quá nhiều và cái việc mà cái tay nó ở ra xa cái vị trí đó. Và ở đây mình có thêm một chút rotation cho cái tay của chúng ta nó bị uốn xuống nè, bị uốn xuống nè, cái này uốn xuống thì không sao đó, nhìn nó sẽ chân thật hơn, nó đấm xuống mà, đấm xuống mà thì nó overshoot. Nó overshoot là nó sẽ hơi khuỵu, nó sẽ hơi gập cái cổ tay xuống. Rồi, ở đây cái bộ 24 ở đây á, là tiếp tục là mình sẽ về ở bộ 28, mình cho nó một cái khoảng thời gian khoảng rất là nhiều frame ha. 5 5 6 frame gì đó. 1 1 2 3 4 5. Đó, 5 frame là hồi về. Hồi về thì cái hồi về ở đây á là do chúng ta đã kết thúc cái quá trình mà overshoot là đánh contact để giữ rồi. Thì cái hồi về ở đây là chúng ta không cần phải giữ nữa, thì nó sẽ đi theo tự do được. Đó, là nó xong cái nhiệm vụ của nó rồi. Thì nó sẽ hồi về là hồi hồi theo theo cái cơ thể của chúng ta luôn.
nó hồi theo cái cơ thể chúng ta luôn đó. Và ở đây là cuối cùng là cái bô 32, 28 và 32 mình cố gắng mình giữ vị trí nó. Nhưng mà nếu mà nhìn ở đây thì các bạn sẽ không thấy cái mục đích của mình. Đây, nếu mà nhìn ở trên cái góc top này, cái góc view top này các bạn sẽ thấy. Rồi, các bạn sẽ thấy là từ bô 22 là contact đúng không nè. Đến bô thứ 24. Đây. Nó sẽ hơi có cái xu hướng là nó sẽ qua bên này chút xíu nè các bạn. À, nó sẽ hơi qua bên này chút xíu. Tại vì cái hướng đánh của chúng ta là cái hướng đánh từ đây, đúng không nè? Từ cái vị trí này. Từ cái vị trí này ra cái vị trí này thì nó sẽ tạo ra được một cái đường như thế này. Đó, các bạn thấy nè, cái đường như thế này. Đó. Thì cái lực mà từ đây nó từ cái đường này, cái điểm này qua đến điểm này có phải là nó vô tình nó tạo ra một cái lực đúng không nè? Và cái lực này đến cái bô số 24. Đó, thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ cho nó lố lố một chút xíu. Đó, cái tay nó sẽ lố, mình sẽ quay lại đây mình xóa cái này đi. Đây. 22 đến 24. Ở đây mình sẽ cho nó lố qua bên này chút xíu. Đó. Chứ nếu không có frame 24 này á thì cái tay chúng ta nó vẫn ở đây. Đây. Tay nó vẫn ở đây, nhìn nó rất là kỳ. Đó, nó phải đi theo với đường chuyển động. Làm overshoot là các bạn hãy nhớ, cái cuối cùng mà để tạo ra overshoot là nó phải vẫn phải đi theo cái đường chuyển động. Nó giống như cái trường hợp cái đầu hồi nãy mình nói á. Đó, cái đầu nó khi mà cái người nó gập xuống, cái cột sống gập xuống thì cái đầu nó cũng gập theo cái hướng đó luôn. Thì ở đây cũng vậy. Rồi. Ở đây thì mình làm hơi lố. Mình cho nó về đây xíu. Rồi. Rồi các bạn có thể thấy nó có một cái nhịp overshoot nè các bạn. Đấm, đúng không? Người gập xuống, tay nó cũng hơi gập xuống chút xíu, overshoot. Sau đó rồi có một cái nhịp hồi, hồi cái tay về. Hồi cũng bị lố nữa. Đó, hồi cũng bị lố, sau đó nó mới hồi về đúng. Đó. Rồi, ở hai góc view này thì các bạn có thể thấy là cái tay của chúng ta nhìn rất là rõ về overshoot đúng không nè? Đây, nhìn rất là rõ về overshoot. Rồi, kết thúc cái phần mà giảng về overshoot thì các bạn có thể thấy là cái mục đích của overshoot là làm cho cái chuyển động của chúng ta nó chân thật hơn, nó có quán tính hơn, đó, và nó có nhịp hơn. Và từ nay trở về sau chúng ta sẽ sử dụng cái overshoot rất là nhiều để làm được cái nhịp coi như là nhịp nhịp của lò xo, do nhịp nén, nhịp nảy đó và nhịp hồi về, nó y chang như cái lò xo vậy. Và hãy nhớ cái công thức của chúng ta đây, các bạn hãy nhớ cái công thức này. Nó sẽ có cái bô cuối cùng đúng không, sẽ tạo nên nó hơi lố chút xíu, và cái lố này lố rất là nhiều đó, lố rất là nhiều. Đến cái lố thứ hai thì chúng bạn làm nó ít thôi, thấp thôi đó. Sau đó là cái cuối cùng là cái bô recover cuối cùng, là cái bô copy của một với hai thôi. Hai cái bô này là hai cái bô như nhau, copy như nhau đó. Thì các bạn có thể làm khác nhau cũng một chút xíu cũng được, không có nhất thiết phải như nhau. Nhưng mà nếu mà các bạn mới học á thì các bạn cứ copy đi. Còn nếu mà các bạn họ làm quen rồi, làm lâu năm rồi á, các bạn muốn tạo được cái bô thứ hai này nó khác một chút xíu đó. Ví dụ như mình đi, các bạn có thể thấy ví dụ như mình ở đây á là cái bô 22 với 32 nó khác nhau ở cái tay đó. Đây, 22 và 32 nó khác nhau ở cái tay và cái vai nữa. 22 nè, đó. 32 khác nhau. Thì do là mình muốn thay đổi một chút xíu. Đó, thay đổi một chút xíu của cái tay, nó cho nó một cái cảm nhận mới.
đó, chứ không có hẳn là hồi về là recover là recover hết luôn đó. Thì cái này là cái mình nói thêm thôi. Rồi thế thì ở đây á, là trong cái quá trình mà làm cái bô đánh như thế này á, thì ở đây là các bạn có thể thấy là hồi nãy mình nói về cái những cái bô này có những cái key 4, 12, 16, 20 rồi 22 đúng không nè. Thực tế ngay từ đầu mình cũng đã nói với các bạn ở bài trước là mình đặt bô như thế nào. Một một là bô đầu tiên rồi không nói. Sau đó là bô 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cứ đặt như vậy. Đó, rồi sau đó mình mới chỉnh timing. Đó, chỉnh timing ngay. Sau khi đặt bô xong là phải chỉnh timing ngay. Nó có thể không đúng nhưng mà nó sẽ tương đối đúng, khoảng đâu từ 80 đến 90% là cái timing của chúng ta nó sẽ đúng. Sau đó là làm cái gì? Nên là mình nhắc lại bài cũ thôi. Sau đó là gì? Thêm tất cả những cái bô breakdown cần thiết vào. Ha, sau khi đặt keyboard xong thì chúng ta sẽ thêm bô breakdown cần thiết vào. Bô breakdown là cái bô để cho chúng ta chuyển giữa trạng thái keyboard này với keyboard kia nó nhìn nó hợp lý. Đó, và nó có cái vận tốc nữa. Rồi. Thì sau đó là thêm các bô in between thôi. Như các bạn có thể thấy là đây là mình có chèn rất là nhiều key in between vào ha. Tự nhiên đây từ bô 12 đến bô 16 có một cái key lẻ nè. Đó, thì cái key này ví dụ như là cái key gì? Đó, cái key lẻ này là mục đích là cái key là để xoay cái cột sống của chúng ta đó. Xoay cái cột sống của chúng ta đó. Đó, thêm một cái key key lẻ vô, cái in between. Ở đây cũng vậy. Có một cái câu key. Đó, cũng là cái cột sống luôn, cũng là ba cái cột sống của chúng ta luôn. Đó. Rồi. Ở đây thì là mình sẽ kết thúc cái trước khi kết thúc cái bài giảng này, mình sẽ cho các bạn chụp màn hình lại hoặc là các bạn có thể tua lại cái video ở đoạn này ha, để tất cả những cái bô của chúng ta để các bạn lấy làm mẫu để làm chuyển động cho cái bài thực hành của các bạn ha. Các bạn hãy chú ý luôn cái phần chân này ha. Khi mình chụp màn hình thì các bạn cũng sẽ thấy luôn. Các bạn yên tâm. Rồi, đầu tiên, bô thứ nhất. Đây. Bô thứ hai xuống. Rồi. Thì các bạn có thể tua đến cái phần cuối này để các bạn coi như là lấy cái đường chuyển động đó làm thư viện. Đó là cái mặt đầu tiên là mặt left ha. Thì đối với cái mặt front thì nó sẽ đơn giản hơn. Mình vẫn chụp lại với các bạn ha. Rồi bắt đầu. Bộ nhất. Rồi. Rồi, đối với cái bài overshoot này thì mình hy vọng là các bạn có thể làm được khá nhiều điều chuyển động đẹp. Và trước tiên là hãy thực hành cái bô đánh này đi. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment ở phần video phía dưới hoặc là vào trang Việt Anh Animation ở trên Facebook nhắn tin cho mình sẽ giúp đỡ cho các bạn về cái bô overshoot này ha. Cái phần overshoot này. Tuy nhiên thì để làm được cái đường chuyển động của cơ thể nó đánh như thế này á, thì ở cái bài tiếp theo sẽ là cái bài về cái khái niệm spacing. Spacing tức là khoảng cách giữa pose với pose, giữa giữa khoảng cách giữa các điểm với nhau, nó sẽ tạo ra được một cái khái niệm mới, đó là spacing. Và cái spacing và arc thì nó cái đường cong chuyển động á đó, thì mình sẽ nói ở trong cái phần video tiếp theo ha. Thì ở đây mình không biết là đã nói chưa, đây chính là motion path. Cái phần motion path ở đây chính là arc motion, tức là cái quá trình mà các keyboard với nhau nó sẽ nối với nhau, nó sẽ tạo ra được một cái đường. Đây ví dụ như mình click vào đây ha,
Mình đây mình giới thiệu thêm, mình giới thiệu thêm cho các bạn thôi, để cho cái phần video tiếp theo cho các bạn chuẩn bị. Đây, các bạn có thể thấy trên cái đường motion path của chúng ta, đây nó là một cái đường cong như thế này, các bạn thấy không nè. Để sẽ để chế độ là alternate frame cho các bạn xem. Đây đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái đường cong như thế này, và các khoảng cách giữa các key với nhau á, nó sẽ có cái khoảng cách từ nhỏ cho tới lớn. Ví dụ như khoảng cách ở đây từ bo frame tới 21 nè, đúng không, cho đến 22, khoảng cách nó rất là lớn nhưng mà thời gian nó rất là ngắn, bởi vậy nên nó tạo ra được một cái vận tốc rất là khủng khiếp, bởi vậy nó nhìn nó rất là mạnh mẽ. Còn tiếp bo từ bo 12 đến bo 16 nè, thời gian thì nhiều mà khoảng cách thì ít, nên vận tốc nó đi rất là chậm. Mà nó chậm như vậy nó sẽ tạo ra cảm giác dồn lực nó nhiều đó. Thì từ bo số 16 đến 12 cũng vậy luôn, thời gian rất là nhiều mà đoạn đường đi rất là ít, cái tay ở đây nè rất là ít đó, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác là dồn lực cũng nhiều đó. Thì chúng ta sẽ nói đến cái bài này ở phần video tiếp theo đó. Thì đến đây là cái phần video này là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo. Chúc các bạn học vui vẻ và hiệu quả. Có thắc mắc gì thì hãy comment ở phần video phía dưới và trang animation của Việt Nam, trang animation của mình ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.